Máy phay đây mình giới thiệu máy phay Toyama N4V hệ điều hành Fanuc 21EMB. Máy đang option 4 trục nha. Đó, option 4 trục. Chiên cho 4 trục luôn. Rồi, cái cách hướng dẫn sử dụng máy này ha. Thì đây là mình on máy lên là bằng cái chìa khóa bên này ha. Đây on máy lên ha. Rồi mở MC Stop ra. Đây MC Stop. Nó có hai nút MC Stop trên phía trên và phía dưới măng nước nó cũng có một cái MC Stop như vậy ha. Ok. Đó, nó đang lock máy lên. Thì mình mở MC, đây là nút ready nè ha. Ok. Nút ready máy. Đó, nó báo lỗi AMG. Thì mình bấm vào đây mình giữ cỡ 2-3 giây gì đó thì nó ready máy. Và ok nha. Có này lỗi này là lỗi cửa thôi ha. Mình gạt qua đây để mình khi mình chạy ha. Đây là khóa cửa ha. Đây là khay edit, đây là cái đàn like ha, quạt like. Rồi đây là màn hình ha, màn phím số. Và dưới đây là, đây là nút start nè, cycle start, cycle stop. Đây là nút single lock ha. Đó, ở đây này là fit york fit ray, york fit ray. Còn đây là các mod chức năng. Thì đây là mod edit. Rồi edit ha. Rồi đây là mod auto. Rồi MDI, Hendo, York và Zero. Đây là fit của Rabbit ha. Còn trên này nút đây là nút M01 ha. Còn này là cửa khi thay dao. Khi thay dao cái cửa này ha. Đó, cửa này nó bấm mở thôi ha. Rồi đây là hai nút này, nút reset ha. Còn nút này là nút mà chạy được chính tay, M3, M5 ha. Nút này là bơm nước M8, M9 ha. Nút này mình không sử dụng. Rồi đây là kế bên này, nút này là nút có thay dao tay nha. Rồi đây là kẹp nhảy BT. Mình đang bấm, mình để qua gạt qua đây à. Gạt qua bên trái bấm cái là đang kẹp, mình gạt qua phải mình cắm cái lại nhả ha. Ok. Còn bên này là cái dàn của lock trục 4 trục 5. Thì cái bên này mình không sử dụng. Khi mình mở máy ra chế độ đây thì mình gạt qua hết bên phải ha. Bấm cái nó sáng đèn nè. Ok, nó sáng hai cái đèn là ok ha. Rồi. Cái cách để vận hành máy này thì mình nó đang có option 4 trục nên mình vào trục 4 nè. Nó đang giá cao quá, nó có thể là xoay vòng tròn nha. Nên mình sẽ zero, là khi zero là mình zero trục giá trước. Đây mình chuyển qua mod tay. Thì mod tay Hendo thì nằm trên tay qua Hendo. Và đồng thời nó tích hợp luôn cộng trừ ha. Cái nút cái phím cộng trừ nằm trên này luôn ha. Đó, nút nhấn đó, cộng trừ hoặc là zero á, chọn trục trên này. Mình chỉ chọn rabbit trên này thôi. Mình chỉ chọn là cái phím ray á, cái ray của rabbit á, đây này. Rồi mình chọn Hendo thì mình chọn ha. Chọn trục A. Mình đang chọn trục Z, mình quay xuống nè. Rồi A quay ra nè. Ít nè. Này là X, Y, Z nằm ở phía trên hết. Trục thứ tư. Trục thứ tư thì nó đang lóc. Trục thứ tư nó chưa cho quay ha. Rồi bây giờ mình zero thằng ít đi giấy trước. Rồi cũng mình chuyển qua mod zero. Trên này mình chọn Z. Đó là bấm cộng. Rồi ok. Cái chọn trục là zero cộng hết nha. Zero ok, nó sẽ sáng đèn đây. Đó. Cái DJ đã sáng đèn, còn trục thứ tư ha. Trục thứ tư thì mình quay. Nó đang lock chưa đủ điều kiện để nhả trục thứ tư. Mình quay chế độ tay.
Rồi, bây giờ mình đang tìm điều kiện để trục cái từ đến nhà ha. Mình qua em trai gõ thử M68 69 cho nó nhả lóc. Đó thì có thể là khi mình gọi M69 cho nó nhả lóc trục cái từ ra nó mới xoay được ha. Rồi bây giờ mình chuyển không mất. Mình đang quay trục cái từ đây. Đó người nè ha, trục từ. Đó. Nó bỗng luôn, dâm này nó đụng nè ha. Đó. Nên khi mình quay á, mình quay về từ bình zero. Rồi mình chọn vào mod zero nè, mình chọn trục cái tư mình bấm ha. Ok. Đó, zero. Ok. Rồi nó sáng đèn trục cái tư là ok ha. Đó, sáng đèn đây. Còn này nó đặc điểm là nó cái mod nếu như mình khi chạy DNC á, muốn chạy DNC á thì mình phải chuyển qua mod MDI, mình xét cái para battery drive lên à. Rồi mình bấm vào stem nè, para mình chọn BMC para, rồi mình keep this, rồi mình xét cái K16.7 lên, 16.7 lên 1, bấm 1 input. Ok thì mình, lúc đó mình chuyển qua mod chuyển qua mod zero á thì nó mới ra là remote tức là DNC nha. Rồi nó không chạy thì mình phải tắt cái đi à, lúc này thì chức năng zero nó không có hiểu nữa mà nó hiểu đang là remote ha, muốn chạy không chạy thì mình tắt cái đi ha. Rồi vào ca mình xét cái K16.7 xuống ha. Rồi còn lúc này lúc mình xét lên thì mình chỉ dùng zero bằng lệnh MDI thôi. Rồi ok thì đây là cái gì khóa cửa ha, đây là khóa edit, đây là cái đàn. Rồi rồi bây giờ mình chạy một cái chương trình full chức năng ha. Rồi mình offset dao vào mình chạy ha, offset từ 2 từ 1 từ 0.1. Rồi bây giờ bây giờ muốn qua edit nè, mình muốn tạo chương trình thì mình vào edit mod edit rồi vào raw game. Rồi ví dụ như O3 chưa có thì O3 insert, đó ra O3 ha. Sau đó mình phải mở khay ra ở O3 rồi mình viết chương trình thôi ha. G28 G91 Z0.B ha, M30 đó là chương trình của mình. Rồi muốn xóa đi thì mình cũng vào edit, vào raw game mình xóa O3 đi, bấm O3 delete nè, đó là nó đã mất O3 rồi ha. Rồi muốn lấy một cái chương trình ra chạy thì muốn lấy chương trình ra chạy thì mình vào mod MDI, mod auto rồi mình vào raw game ha. Rồi mình gọi mình search cái chương trình nó ra, ví dụ như O1 nè ha, nó có chữ O search nè, đó mình search ra rồi hiển thị O1 góc đây là ok, rồi bấm start chạy thôi. Còn muốn truyền chương trình vào mình để chấm mod edit vào raw game ha. Rồi nó ra chữ OBRT này ha, bấm vào rồi bấm mũi tên, chỗ này nó ra chữ bin và rít, rít là truyền vào, bin là rút ra nha. Mình đang còn cổng truyền rỡ 232 nằm bên này ha, đó cổng truyền rỡ 232 nằm đây. Offset thì mình vào offset đây, thì trên này nó có offset này, offset quạt này ha, bấm vào quạt là G54 tới 59 ha. Còn mình bấm vào offset là nó dùng H và D. Nếu như mình xài H thì mình không xài D chung dòng nha, tại vì cái này nó đang xài H và D chung. Rồi ví dụ như mình muốn truyền chương trình thực tế vào đây, đó USB ha, mình truyền vào bấm đang là đường truyền là 19.200. Rồi chọn, rồi mình chọn chương trình tên mình xét. Mình vào thì đang là chương trình, bây giờ chương trình số 3 đây ha, vào edit rồi để O3 bấm vào mũi tên này ha, là bấm chữ rít nè, bấm reset nè ha.
Đi bút vô ok, đó là O3 rồi ha. Đó, ok. Đó. Rồi bây giờ mình chạy auto, mình lấy chương trình O1 ra mình chạy. O1 rồi. Bây giờ bấm đây là bấm single lock lên, bấm M01 lên. Rồi bấm start thôi. Đó. Đó đang chạy single lock nha, thả single lock đi. Cũng đang thay dao. Thay dao thì có G91, G30 ha, X0, Y0, Z0. Hành trình máy là X đang là 600, Y là X đang là 500, Y đang là 600, Z là 460. Trục chính maximum là 12.000. Đang chạy trục chính 5.000. Thì đang dùng là BT40. Đó, nó đang nội suy đồng thời 4 trục. Đó, XYZ và trục A. Đây là nội suy đồng thời 4 trục được ha. Đó. Thì khi muốn nội suy thì đồng thời 4 trục thì mình phải chèn cái M69 vào trước trục A nó mới cho xây ha. Rồi, gặp M01 nó sẽ dừng. Mình tắt luôn chế độ M01. Đánh chụp ta lại. Thay dao. Đây là đang chạy chức năng Helico, chạy chương trình số ngóc 3 trục đồng thời. Đi đi vết. Đây là chương trình khoan. Con nhấp G83. Rồi, tiếp theo đây là chương trình Taro. Taro M29 và Taro nhấp theo quy. Đây tiếp theo là chương trình phay phôi thực tế ha. Đây trục chính đang chạy là 10.000. Mặt ok ha, không có gợn sóng. Rồi bề mặt thôi chạy 10.000 rất là ok luôn. Đó. Cái này mình đang giá, thật chất đang giá lên trục thứ tư đó nha. Đó. Chim sai thì 1.5% trở lại thôi. Bây giờ mình kiểm tra chim sai nha. Rồi giờ mình đo cái chim sai sau khi chạy ha. Đây là sai số của hướng tròn oval ha, của hướng Y đây, 67.287, thì coi một cái nữa, 67.287 luôn ha.
này 280 ha. Rồi hai đèn chéo. Số 7 ly 282. Rồi tương tự X. X này ha. X là 284 ha. Tương tự 280 275 74 ha. 287. Rồi tiền chéo bên này ha. Hai trăm bảy mươi bảy. Rồi sai số thì 1,5% của lời đó ha. Còn hình bắt giác hai tám chín ha, 69 ly 289. Đi rồi 69 ly 289. Hai đèn chéo này. Hai chín ba nha. X cũng vậy, 293 luôn ha. Quay qua đây cho dễ thấy nè. Đó. Rồi tương tự đường chéo. Rồi 294. Ok ha, 290 thì tầm cũng 1,5 dưới 1,5%. Dạt mặt voi thì ok hết ha, không có cái vết, không có cái vết sọc, nội dung gốc ok.